Đây có bộ máy chạc của cha chan của ta Thái Lan con, bảo hành cho con 3 năm, máy 3 năm, số 3 năm, hư hao trục chặt trong vòng 3 năm đó, kỹ sư Thái Lan, kỹ thuật Việt Nam sẽ tới nhà sửa cho bà con miễn phí, tới nhà tới ruộng tặng sửa miễn phí cho bà con luôn. Với một năm có 1-2 lần có chương trình chăm sóc khách hàng, tới nhà tặng nhớt, thay nhớt miễn phí bà con, pha lược dầu, làm vệ sinh máy bà con. Đây nguyên gỗ này bà con, nguyên gỗ này bán con 70 triệu nè, đặc biệt bánh lớn sau này nó có cái dòng này luôn nè, rất là ngon. Cái mấy bộ tặng bà con cái ống khói, ống bô dài luôn. Đây, để coi có gì trong đây nha. Wow. Đây, đây trả góp 0% luôn bà con. Wow, cái có cái hộp lưng. Wow. Giống như cái iPhone vậy. À, tặng cái vỏ luôn đã không? À, hoặc cái có hộp đồ được nghe luôn bà con. Tặng cái ốp lưng của iPhone 14 cho bà con luôn nè. iPhone 14 rồi đó, có cha cha luôn nè, đặc biệt chỉ có cửa hàng Thành Đạt nha. À, tặng bà con luôn nè, ghê không? Đây. Giữ ha, có túi đồ nghề Thái Lan. Vì sau này có hộp bỏ đồ nghề luôn rồi con, đã không? Đây. Rồi hình con voi luôn nha, nữ hoàng luôn nè, con voi luôn nè. Cha cha này, đây hiểu nôm na là con voi đó bà con. Không? À. À. Là iPhone 14 luôn nè, có hình cha chan luôn nè, ghê không bà con? iPhone có hình cha chan luôn, ghê chứ, thấy không bà con, thấy không, hình cha chan luôn, ghê thiệt, ngon lành luôn bà con, giống thịt luôn nè, ngon thấy không? Đây hình cha chan luôn, iPhone 14 luôn. Thật đá đâu con, đá đó bà con, có mua là được tặng đâu con. À, tặng ốp lưng cho bà con luôn, các bà con là xài iPhone tặng bà con ốp lưng cho bà con luôn đó. À. À. Ngon lành bà con, 70 triệu bà con, hỗ trợ trả góp 0% bà con luôn nha, đã thiệt. Nó có nhiều chương trình khuyến mãi đó con. Một là tặng bà con cái máy dầu bơm nước nghĩa địa XS 70 luôn. Thời gian có hạn thôi, trong vòng tháng 3 này đi. Hết tháng 3 đi tặng bà con cái máy dầu XS 70 ngoài đó. Mua nguyên bộ tặng máy XS 70. Trong vòng tháng 3 này bà con. Em dở cái nắp bà con, nó có cái đồ quà tặng gì trọng cho em. Anh coi coi, mua cái máy được tặng gì trọng nha. Dở luôn em, lấy cái nắp luôn, lấy cái nắp chạy đỏ luôn. Qua wow, tặng cái vỏ iPhone luôn nè, có hình cha cha luôn, thấy ghê không em, có đẹp không, tặng luôn á, cầm nó coi thôi, giữ ra nó có hình, có hình sao á đó. Đó tặng nguyên cái hình in hình cái vàng sới luôn, à, kéo luôn nó kéo. Được cái hộp đồ nghề luôn, rồi em bỏ nằm nắp vô lại đây, bỏ nằm lại đó, 70 triệu nha bà con, bảo hành 3 năm trả góp lãi suất 0%. Còn mà con không có trả góp thì tặng bà con cái máy dầu Tết 70 vậy thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu alo 0886356707.